Tử Vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, tháng 11 âm lịch. Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sự vận động không ngừng của vũ trụ đã hướng con người tới những nhận thức sơ khai trong việc cắt nghĩa quá trình phát sinh của vũ trụ và hình thành thuyết âm dương. Đi cùng theo đó, dựa trên sự chấp nhận cách vận hành của thế giới, nguyên lý ngũ hành đã đưa ra một giải pháp hệ thống mang tính dự báo về cách thức khí vận động thông qua những thay đổi mang tính chu trình của âm và dương. Và chính điều này đã giúp cho những dự đoán về vận mệnh các con giáp trở nên chính xác. Vậy thì, dựa theo những quy luật đó, dự đoán tử vi tháng 11 âm lịch của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ như thế nào? Hãy cùng nghe những phân tích của các chuyên gia phong thủy hàng đầu ngay trong video của chúng tôi ngày hôm nay. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can thủy thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch 12 tháng 11, tức ngày 26 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 11, tức ngày 7 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 11, tức ngày 27 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 11, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày giờ tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình. Mặc dù mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Mộ xung thổ gặp Dậu âm kim nên gọi là chính ân, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển,
đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 24 tháng 11, tức ngày 7 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, tháng này đối với những người làm kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía bạn. Các hợp đồng, các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng để không bị tiểu nhân hãm hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc. Những gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, chương khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Tài lộc của tuổi Kỷ Dậu. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa, do bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm của mình. Trong đó, tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Kỷ Dậu phải đối mặt. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận, gỗ huyên long, tị, dậu, sửu. Được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ, tình cảm và gia đạo của tuổi Kỷ Dậu. Kỷ Dậu đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần đời còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 11 âm lịch, quý gia chủ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Hãy thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con bạn noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nhiều cuộc đời, đã biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Khuyên gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu.
Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Hoặc có thể do trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến gia chủ không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, gỗ huyết long, tị, dậu, sửu, được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng tới hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.